Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tò mò.vn. Ở bài tập tuần này chúng ta sẽ đến với phương pháp tách nhân vật trên nền phức tạp. Video mẫu là một cái đoạn mà của một cái bạn MC ở trên một cái nền tương đối phức tạp. Nếu mà các bạn bắt buộc cần phải giữ lại clip này và phải tách nền thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý đơn giản bằng After Effects. Tuy nhiên, chúng cũng nói trước, cái cách này thì nó không hoàn hảo. Vì thế nên cái chất lượng cuối cùng mà các bạn nhìn ra ấy thì nó cũng sẽ không được tốt như các bạn kỳ vọng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một công cụ của After Effects có tên là Rotobrush. Công cụ Rotobrush này bắt đầu từ phiên bản CC. Ở đây Rotobrush là công cụ phía trên cùng có cái hình cái bút và hình người. Các bạn cầm Rotobrush và vẽ xung quanh nhân vật mà các bạn muốn tách. Tiếp theo, sau khi các bạn thả chuột ra thì các bạn sẽ thấy xung quanh nhân vật của chúng ta sẽ có một cái viền màu đỏ tím. Viền màu đỏ tím đấy xác định vùng ở bên trong và vùng ở bên ngoài của đối tượng. Ở bên ngoài thì Rotobrush nó sẽ xóa đi, còn ở bên trong thì nó sẽ giữ lại. Để tiếp tục quá trình nhận dạng của vùng Rotobrush thì các bạn cần phải thay đổi thời gian. Cái đoạn này nó cũng hơi phức tạp, mặc dù là mình thấy là nhiều cái công cụ tách hình thì nó không cần thiết cái công cụ này, nhưng theo cái cách này, nhưng mà riêng với cái thằng Rotobrush của After Effects là một cái công cụ ngầm định của After Effects ấy, thì nó lại yêu cầu bắt buộc là với mỗi một khung hình thì các bạn phải tua đi một đoạn. Thì các bạn nhìn thấy ở bên dưới có cái vùng màu xanh ấy, đó là cái vùng mà nó đã xác định rằng là nó đã bóc tách hình người rồi. Tiếp đến là các bạn cứ di chuyển theo đường thời gian để xem được cái vùng bóc tách của các bạn có chính xác hay không, thì các bạn bấm vào các công cụ phía bên tay trái, sau đó lại tiếp tục di chuyển thời gian để cái vùng màu xanh đấy nó nhận diện. Do Rotobrush là một cái chức năng nó rất là mạnh nên đâm ra là các bạn cần phải có một cái cấu hình máy cũng tương đối cao để nó thực hiện, nếu không thì cái quá trình làm nó sẽ rất là lâu. Ở đây video clip của chúng ta dài 10 giây, vì thế nên là nó cũng khá là lâu trong quá trình các bạn làm. Nếu trong trường hợp mà các bạn làm các cái đoạn clip dài hơn ấy, thì như Trung hay nói ở trong các bài phần tách hình, các bạn bắt buộc phải đứng cho diễn viên đứng trên ở một nền trơn, không cho diễn viên đứng ở trên một cái nền mà có cái nền nó phức tạp như hiện nay. Trung sẽ tăng tốc độ quá trình làm việc của đoạn này lên, vì là đoạn này nó cũng chỉ là bấm để đợi cho nó xanh từ đầu đến cuối thôi. Vậy là quá trình Rotobrush đã xong. Sau khi Rotobrush, các bạn sẽ thấy rằng là quay trở lại với composition của chúng ta thì cái nền của diễn viên đã được tách hoàn toàn. Nhưng các bạn chú ý rằng là ở bên trong nền của diễn viên thì ở cái chỗ phần tay ấy, nó vẫn còn hai khoảng trống. Bố cục lại một chút để cho cái đoạn clip này nó được có một cái bố cục mà nó dễ nhìn. Như các bạn đã thấy thì cái nền của đơn vị này họ để cái nền màu khá là sáng, nó dẫn đến làm cho cái nhân vật của chúng ta bị tối. Chính vì thế nên chúng ta sẽ phải đẩy cái ánh sáng của cái nền nó giảm xuống và giảm độ tươi của cái nền xuống. Sau đó các bạn làm tăng độ sáng của nhân vật lên bằng sử dụng lệnh level. Các bạn thấy rằng là ở đây nó đang quay bị thiếu sáng ở trên ma trận ở phần level thì bạn phải đẩy cái vùng bên tay phải khép vào và sau đó đẩy sáng của nhân vật của chúng ta lên. Và như thế thì khi chúng ta đẩy level lên, cái nhân vật chính của chúng ta nó sẽ sáng bằng hoặc là cao hơn so với cái vùng nền. Và như thế thì mắt của chúng ta sẽ hút vào nhân vật hơn. Ở đây ở cái phần Rotobrush thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bên phần tay phía bên tay phải của nhân vật của chúng ta ấy thì nó đang chưa được thuận cái tay lắm. Các bạn nhìn thấy nó phía bên tay phải nó còn rất là nhiều lỗi. Đó chính là các cái lỗi trong cái quá trình mà các bạn Rotobrush mà các bạn không để ý. Vì thế nên ở phần làm để cho nó chi tiết thì các bạn cần phải quay trở lại với
bảng Rotograss làm từng bước một như sau. Quay trở lại với phần Rotograss, chúng ta sẽ đi từng thời điểm một bằng cách là bấm lại vào hiệu ứng Rotograss ở trên phần bảng Effect Control, sau đó mở lại cái brush Rotograss, con trỏ chuột sẽ biến lại trở thành màu xanh. Để loại trừ các cái vùng thừa, các bạn giữ phím An trong quá trình làm. Phím An trong quá trình làm sẽ giúp cho con trỏ chuột của bạn biến thành màu đỏ và để ám chỉ rằng là các bạn muốn loại bỏ vùng nào ở trong cái khung hình nền. Các bạn tô vào các cái vùng mà các bạn muốn loại bỏ, sau đó quay trở lại cái bước đầu tiên, đó là cái bước di chuyển để tạo ra cái vùng màu xanh preview ban đầu. Quá trình làm càng kỹ thì chất lượng của các bạn làm càng tốt, vì vậy nên các bạn phải làm từ từ thôi. Vì cái quá trình Rotograss trên một cái nền phức tạp như thế này thì nó mất rất nhiều thời gian, và đó là cái quá trình cho dù các bạn làm bằng các cái sản phẩm chuyên nghiệp hơn thì các bạn vẫn phải làm đúng các cái thao tác như thế này. Vì thế nên một trong những cái yêu cầu ngay từ đầu chúng vẫn luôn nói với các bạn, đó là diễn viên của chúng ta phải đặt ở trên một cái nền trơn. Cố gắng đừng để diễn viên ở trên một cái nền phức tạp giống như phía bên trái của nhân vật chúng ta ở đây. Và như thế thì cái quá trình làm của các bạn nó sẽ giảm thời gian đi rất là nhiều. Sau khi chúng đã tinh chỉnh rất kỹ các cái phần làm thì chúng sẽ bật lại cho mọi người xem cái video mà đã được. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng thông qua bài tập này thì các bạn có thể có một thêm một cái kỹ thuật cho mình trong cái quá trình mà tách nhân vật ra khỏi nền phức tạp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tập lần sau. Cô là Trần Trung và đây là Trần Trung.